phần da hoặc là gốm ceramic ở đây cũng đều được trở thành là vàng nguyên khối và đính kim cương theo trên cái phần đầu của nắp cài có biểu tượng hình theo kiểu chữ V. Ở đây trên cái phần gợi cảm này có một điểm vô cùng đặc biệt, một điểm nhấn vô cùng đặc biệt mà ai nhìn cũng để ý, ai nhìn cũng thấy và ai nhìn cũng ấn tượng ngay. Khi quý khách đang sử dụng chiếc điện thoại và nghe gọi như thế này thì người đối diện của chúng ta, đối tác của chúng ta, họ sẽ nhìn thấy cái điểm chiếu ở đây là vô cùng đặc biệt, điểm quan trọng, rất đẹp, lấp lánh, rất là sang. Và bây giờ Kỳ Lăng thử đặt nghe và quý khách sẽ nhìn. Khi Kỳ Lăng nói chuyện điện thoại, Kỳ Lăng cầm như thế này, đặc biệt là trong ánh đèn nữa thì cái điểm kim cương này chiếu vô cùng và đẹp.